thì khi đó FPT và cụ thể là Rara Bảo đã liên hệ với Grammy Gaming để xin tài trợ 60 triệu nhưng mà bùng lắm. Bùng chỉ có tài trợ 15 triệu hay sao ấy. Đấy. Và lúc đấy thì nhiệm vụ chúng tôi và đặc biệt là tôi, ngoài team Counter Strike tôi phải phát triển thêm team Special Force. Và tôi không biết tôi tìm kiếm thằng này ở đâu. Xin nói thật là tôi chỉ post lên forum là tìm được thằng này. NMT. Và bây giờ tên thật là Đào Xuân Thọ lấy vợ rồi. Và hôm nay thì không có mặt ở đây. Cái người tiếp theo đấy là Broken D. Và thứ ba là Béo. Thứ tư là MTG. Thứ năm là Zik. Bố già ở đây. Vâng, kinh, rất kinh. Lạnh tử hình. Sáu là lạnh tử hình. Thứ bảy là Ly. Vâng, Ly Béo. Ly Béo ơi, thằng này trước mà thằng Ly, Ly, Ly Béo đứng lên. Hôm nay thì rất tiếc là Special Force chỉ đi mỗi mình Ly thôi. Còn lại các gamer bây giờ thì có một số thành viên thì có gia đình như là có một số các vấn đề khác. Đấy, đúng rồi, thằng Ly nó chưa có vợ. Đây của anh. Ở đây là hình ảnh khá đầy đủ. Đứng từ phía trái bên phải, Quân, Zik, MTG, Broken D, NMT, Đào Xuân Thọ, Lạnh Tử Hình, có ba vợ tên. Có ba đấy đây. Ly Hyun, Béo và đây ông bạn tên. Ông bạn tên này từng mốn 10 triệu PR của tôi. Ở đây là một số hình ảnh team Special Force. Thực chất chúng tôi cùng training team Counter Strike và team Special Force cùng training tại một, đấy là A1 Liên Minh thời đó. Và chúng tôi có những buổi giao lưu tiệc rượu rất là vui vẻ như các bạn đã thấy. Như chúng ta thấy là mỗi khi rượu vào lời ra tình yêu càng thắm, đúng không ạ? Chúng ta ôm nhau nói những câu chuyện rất là vui vẻ. Này. Tiếp đến sau khi đấy là Quang 13 cùng giao lưu với chúng tôi. Và ở đây như các bạn thấy có Tú Con đúng không ạ? Ngoài ra là các player của team Vua A13 và hệ thống player của team Special Force. Chúng tôi đã có những buổi giao lưu rất là vui vẻ. Tuy nhiên là trong Quang Viên Linh, nếu mà không nói thì chúng ta không biết những thành viên này. Đấy, nên là tôi muốn làm sao kể nó đủ tí, có thể hơi dài nhưng các bạn phải biết về Quang nó hình thành như thế nào, nó hoạt động ra sao, nó đã tồn tại như thế nào. À, như các bạn thấy, đúng không ạ? Và tôi đã có những lúc say mềm, không còn biết gì nữa. Có thể đây là tôi nhầm lẫn với một người con gái nào đấy, đúng không ạ? Rồi, xin cảm ơn các bạn. Đây là những hình ảnh rất là chân thật. Đây đi ạ. Rồi, xin cảm ơn. Hay quá! Hay quá! Xin cảm ơn anh Hồng Mai. Tiếp theo chúng ta sẽ xem một video clip nữa. Không làm, không làm với chị nào đấy.
Đồ ăn à. Đi ăn em không có giờ hôm mày. Rồi, lần này thì xin mọi người chỉ khoảng tầm 2 phút thôi. Rất ngắn gọn, tìm Starrap. Có một cái chiếc ngang tí là toàn bộ clip là mình tự làm nhé. Thì team Starrap thì hình thành thì cũng rất đơn giản. Đơn giản là mình muốn mở thế thôi. Đấy, thì lúc đầu mở ra cũng chả nhớ là có ai đi cùng ngay từ những ngày đầu nữa. Nhưng mà nói chung là hầu như toàn bộ hai anh em đều gắn kết với nhau từ rất lâu rồi. Toàn từ những ngày đầu. Đấy, như mọi người thấy ở đây thì là phải nên chú trọng vào cái từ quan trọng nhất là từ không đối thủ. Team Starrap khẳng định cho đến tính đến thời điểm này thì vẫn là không đối thủ. Tại sao? Tại vì bây giờ vẫn còn người chơi nhưng mà không còn giải nữa. Và đến cái giải cuối cùng thì chúng ta cũng là nhà vô địch rồi. Nên là chúng ta đã làm hiền thoại rồi. Thì không đã là hiền thoại thì không ai có thể thay thế được. Đấy, thì ở đây là trong một buổi training và ngẫu hứng thì anh em với nhau thôi, không có gì đặc biệt cả. Đấy, đơn giản là ông áo đỏ quan trọng nhất. Đấy, còn các thành viên còn lại thì hiện nay cũng có một số người đang ngồi ở đây. Em này thì đang đi du học Ukraine rồi. Em này thì đang là trưởng phòng bất động sản lớn nhất Việt Nam. Em là Vito, đứng dậy cho mọi người chiêm ngưỡng. Anh không biết em làm nghề gì nhưng mà hiện tại em đang rất giàu. Em này thì anh nhớ. Cô Nick Ham.
một trong tứ trụ của Poa Starrap đã giành rất nhiều giải thưởng cho Poa cùng nhiều nỗ lực hết mình. Đối tượng này không cần nhắc đến nữa vì ai cũng biết rồi. Tiếp theo cũng là một trong tứ trụ Poa Venus, một người đóng góp phải nói là công lao rất lớn rẻ xây dựng Poa Starrap sau từ lúc anh Inantis cùng với Phượng Jun. Thì trong hình này hình như là Phượng chụp ảnh hay sao ấy, nên là Phượng có mặt ở đây. Tiếp đến cũng là một tứ trụ, thằng này nếu quá nổi tiếng rồi, ở đâu cũng la liếm. Nghe mặt cũng xuất hiện nhiều quá. Nhưng mà được cái là la liếm nhiều, nhưng mà giải đấu thì nhóm chưa cho anh em giải nào. Nó liếm bằng sạch. Nhưng mà thôi, anh em chấp nhận là người về nhìn. Tiếp theo là em Duy Tùng, lúc nãy vừa xin phép về chăm vợ ốm, lúc nãy có đi ăn cùng anh em. Tiếp đến là Mark. Ok, next. Mark thì vừa cưới vợ xong nên là cũng ngon rồi. Vậy ông này thì là Amu. Che đi nó vui. Lên mặt làm gì, đúng không? Đây là những cái hình ảnh từ những năm 2006 là bắt đầu hình thành cua này. Thì là năm đấy thuốc Lào, đáng nghĩa là có khả năng vô địch. Nhưng mà năm đấy cái match up là CVP là C luôn luôn thắng, nên là Amu có cơ hội duy nhất năm đấy để chiến thắng thôi. Còn các năm còn lại thì là hầu như là thuốc Lào hết. Năm đấy thuốc Lào về thì rất may mắn lại có đủ kinh phí để đi du đấu nước ngoài. Năm tiếp theo là năm 2007 thì quá tuyệt vời, năm đấy mình được về ba, quá bất ngờ. Trên đi như thằng điên nhưng cuối cùng vẫn về ba. Đây lại là về nhất. Chỉ có thuốc lào toàn về nhất. Nhưng mà năm nay có sự có mặt của em Nick Tham nổi lên rất là bài đạo. Nick Tham năm đấy là anh cũng rất là muốn là em có thể lật đổ được thuốc lào. Nhưng mà rất tiếc là em lại bị ngã ngựa trước cái thằng gì của SCVN đúng không nhỉ? Dream. Đen thôi, trận đấy đen thôi, chứ còn năm 2010 mà còn thì đảm bảo là Next Time sẽ vô địch. Ok, Next cho anh. Rồi, đây là thuốc Lào 2008. Đây một số hình ảnh anh em đi du đấu ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, không có gì đặc biệt cả, Next cho anh đi. Hết, mãi là anh em. Cảm ơn. Ok, slide đã hết rồi, bây giờ bật cho anh nốt cái clip cuối cùng, cũng là cái clip của Ocean Game 2009. Từ từ, để anh xong cái đóng ảnh của anh đã. Không, từ từ, nốt cái Ocean Game 2009 đã nhá. Đây là cái Ocean Game cuối cùng, mốt cuối cùng. Để nhớ về vua anh của mình. Có thét nhưng mà nó đấy. Riêng anh đặc biệt dành cho các. Thét rồi, hơi có nói.
Thank you.